Sáng ngày 19 tháng 10 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức khai mạc hội thảo và triển lãm quốc tế lần thứ tư VACCI 2015 với chủ đề An ninh nguồn nước trong kỷ nguyên biến động. Hội thảo nhằm cung cấp những thông tin, bài học kinh nghiệm và công nghệ liên quan đến việc đảm bảo an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại các quốc gia, từ đó có chiến lược bảo vệ cũng như khai thác hiệu quả và phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia. Tại hội thảo, các đại biểu nhận định an ninh nguồn nước không chỉ là vấn đề thời sự cấp bách mà còn là vấn đề thường xuyên, lâu dài, liên quan đến toàn nhân loại và từng quốc gia, ảnh hưởng đến cuộc sống mỗi cá nhân. Với mức độ gia tăng dân số thế giới như hiện nay, nguồn tài nguyên nước ngọt đang ngày càng cạn kiệt. Theo dự đoán, đến năm 2025, có khoảng 2/3 dân số toàn cầu sống ở các khu vực có điều kiện khó khăn về nguồn cung cấp nước cho dân sinh và sự phát triển bền vững. Nhu cầu sống nước ngày một gia tăng, việc khai thác nước để phát triển kinh tế xã hội, đấy là cái nhu cầu thiết yếu. Vấn đề thiếu nước là không chỉ xảy ra đối với Việt Nam mà các quốc gia khác cũng tương tự như vậy. Vì vậy mà việc đảm bảo an ninh nguồn nước đã được chính phủ Việt Nam cũng như chính phủ các nước trên thế giới hết sức quan tâm. Với khoảng 63% trong tổng trữ lượng 830 đến 840 tỷ mét khối nguồn nước bên ngoài lãnh thổ, an ninh nguồn nước của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào những động thái phát triển trên các con sông liên quốc gia như sông Hồng và sông Mekong. Mặc dù đã thống nhất xây dựng khá nhiều các cơ chế hợp tác song phương, đa phương về phát triển bền vững nguồn nước, thực tế phát triển và xu hướng chiếm hữu tài nguyên đang đặt ra nhiều sức ép cho Việt Nam, một quốc gia ở hạ nguồn vốn có ít lợi thế trong các đàm phán về sử dụng nguồn nước quốc tế. Cái hệ thống nước mặt trong cái bối cảnh mà phát triển kinh tế xã hội là khai thác sử dụng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là dưới cái tác động của các cái biến đổi về khí hậu thì các cái nguồn nước sông, đặc biệt là những cái con sông mà liên quốc gia thì cũng đương có cái dấu hiệu suy giảm cả về nguồn, suy giảm về mặt chất lượng. Đối với lại các cái nguồn nước ngầm đương có các cái dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng. Trước thực tế đó, nhiều phương pháp và cách tiếp cận quản lý mới tại Việt Nam và các quốc gia đã được nghiên cứu, ứng dụng và giới thiệu trong hội thảo như phương pháp quản lý tổng tài nguyên nước, quản lý nước theo lưu vực sông, cách tiếp cận theo hệ thống, nước, năng lượng, lương thực, tiếp cận tăng trưởng xanh. Trong tương lai, Việt Nam cần tiếp tục phát huy các sáng kiến nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, góp phần đạt được mục tiêu nước toàn cầu là đảm bảo an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững.